chào tất cả các bác đã quay lại với kênh Trường Dâu nhé. Thì hôm nay em tiếp tục xuống một cơ số ống để lắp cho bà Quân và tạo đơn gửi đi cho các bác. Thì xin thay mặt kênh Trường Dâu cảm ơn tất cả các bác đã luôn đăng ký ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua, và em không biết nói gì hơn, xin được chúc các bác nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Em mong rằng các bác luôn luôn ủng hộ kênh và đăng ký và có những ý kiến đóng góp để em có thể hoàn thiện kênh hơn nữa và hoàn thiện các cái mô hình lọc nước để làm sao gửi tới bà Quân và các bác những cái mô hình lọc nước và những cái sản phẩm sáng chế nó tốt nhất. Thì đây là cái ống mà hôm qua em để ra đây các bác. Đây, qua ra đây gửi được 3 ống đi cho các bác rồi. Thì hôm nay còn mười mấy cái ống này thì em chuẩn bị vô kiều các bác ạ. Thì ở đây là đêm hôm qua em đã vô cái kiều dán nhựa PVC để cho nó khô đi. Sáng nay em sẽ vô cái tiếp cái kiều hai thành phần các bác. Đây là cái khó. Đây, các bác thấy cái lớp khó em gắn tốm qua này. Đây, sáng nay em sẽ vào nốt cái loạt ống này và gửi đi cho các bác. Và còn các cái đơn tiếp theo thì ngày mai em sẽ vào tiếp các bác nha. Đây là cái cây lọc đồi các bác. Lọc đồi thì em đã làm xong rồi. Và đây là cái mô hình bể các bác. Lên cái mô hình bể này cho các bác thì có rất nhiều bác là hỏi là bảo là làm một cái bể lọc nhanh tiện dụng thì làm sao mà có thể là không phải lên bể thao cát mà vẫn khi mà đứng ở dưới nhà á vẫn sử dụng được và vẫn thao được cái cạn bẩn ở trên. Thì em đã nghỉ mấy ngày hôm nay và thiết kế ra cái bể ở đây. Do quá trình đi làm công trình nhiều á và em sẽ cải tiến đi, và bây giờ em sẽ ra cho ra cái mô hình bể này. Thì cái bể này là em làm gần hoàn thiện rồi. Thì sắp tới cái video sau em sẽ quay cái mô hình của cái bể này, tức là khi mà các bác dùng cái bể này lọc thì các bác không phải lên trên bể để thau cát nữa, mà nó lọc cực nhanh các bác nhé. Lọc nhanh, lọc sạch. Mà các bác chỉ việc đứng ở cái máy bơm này, cái đường nước dẫn máy bơm thì em sẽ thiết kế làm cái đường nước bơm nước và làm luôn một cái đường nước dẫn cái cặn thải xuống. Thì cứ mỗi lần các bác bơm sẽ có chế độ quấy khoáng. Và ở bên đây là cái ngăn lắng các bác, sẽ có cái ngăn lắng chứa cái lớp bẩn đã được lọc nó sang bên cái ngăn lắng đây. Và sau này khi mà mình sẽ xả xuống cái đường máy bơm luôn. Đấy, thì cái này là em đã thiết kế và gần như đã hoàn thiện rồi các bác. Thì các cái mô hình này em sẽ khi nào rỗi em sẽ lắp và review lên cho các bác xem. Đây là cái cây lọc nước đôi. Đấy. Đây là các cái van khóa thì tốn qua em đang vào dỡ đây các bác. Đây là một số cái cây mà em làm hoàn thiện rồi. Đấy, và tí nữa bên GMT ship họ sẽ đem đến lấy và gửi đi cho các bác. Còn đây là một số cái cây thì hôm nay em sẽ làm vô kèo nốt hoàn thiện, chiều em cũng gửi luôn cho các bác. Đây các bác, thì khi vô kèo em sẽ vô mấy lớp kèo luôn nhá. Mà đây là cái kèo dán ống PVC này. Đấy, vô cái lớp kèo dán ống này, sau khi cái lớp kèo này em để cho nó khô đi, em sẽ vô tiếp một lớp kèo hai thành phần để cho nó chắc khi về các bác dùng cho nó cái đào lọc này, quá trình mình sử dụng nó được lâu dài. Đây là các cái khóa và các cái hệ thống này em là làm sẵn này. Sau khi vô kêu khô em chỉ việc ráp vào thôi các bác ạ. Thì ở ngoài cửa hàng với em ở trên kia thì các cái đồ khóa cút này rất chi là nhiều nha. Nếu mà bác nào lấy em sẽ để lại cái giá bằng cái giá bán bùn như nha. Ví dụ các cái khóa này, khóa hoa sen tốt này này, em chỉ để cái giá bằng 16.000, hoặc cái tê này em sẽ để nói chung nó tầm khoảng 6.000 một cái rồi các bác. Rất chi là dễ kêu kiếm lung tung, em chỉ để cho các bác bằng cái giá bán bùn này. Khi các bác lấy cái đơn hàng nó chỉ giá thôi. Bữa trước là em hay gửi đi cái giá đơn 1 triệu nhưng mà bây giờ cứ khoảng 500.000 các bác chịu cái phí cước thì em sẽ gửi đi cho các bác cái giá rẻ. Ví dụ các bác làm công trình nhà tắm hoặc là xây nhà mà cần cái số lượng cút khóa nhiều, hoặc các bác có thể ở các cái vùng cao vùng xa mà chi không đến được, các bác có thể lấy về cho bán và phục vụ cho bà Quân á, thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em sẽ để lại cho các bác theo cái giá bán bùn nha, với cái số điện thoại 0981711236 nha. Thì tí nữa em sẽ để cái số điện thoại ở cái phần mô tả kênh hoặc ở trên cái video để các bác tiện để liên lạc.
Thì dù quá trình ở đây là ở nhà ở quê Thọ Xuân các bác, thì ở quê đây thì ngày trước em có làm hàng nhưng mà bây giờ em không làm nữa. Nhưng mà đợt này về là do quá trình về quê chơi, bà con ở đây mượn rất chi là nhiều ở xung quanh xã, rồi là ở bên đường Ngọc Lạc mượn đi lắp cây lọc nước rất chi là nhiều, cho nên là bận không lên được trên quán trên kia, cho nên là để anh em thợ trên đỡ làm, còn tiến hành ở nhà để giáp ống các bác. Thì các bác thấy cái video hôm trước đấy, em quay về chỉ đi lấy một cây ống về lắp thử cho bà Quân ở đây thôi, nhưng mà bà Quân thấy là lắp cái mô hình này, lọc nước này nó hiệu quả, cho nên là mượn cũng khá chi là nhiều, với lại các cái đơn đặt hàng của các bác là cũng quan tâm và rất chi là yêu ái kênh Trường Dâu đã gửi nhiều đơn đặt hàng này. Cảm ơn tất cả các bác đã tin tưởng và đặt hàng. Thì các cái chất lượng này em sẽ cố gắng và hoàn thiện những cái mô hình ống lọc nước này ngày càng hoàn thiện hơn để nó ra một cái mô hình lọc nước tốt nhất để gửi đến các bác. Thì ở đây là cái mô hình bể, thì em lúc nãy em đã review cho các bác rồi, thì bên em cũng có cái khung bể nhựa này, thì chuẩn bị sắp tới này sẽ về một cái lô tấm nhựa dày, thì em sẽ làm theo cái mô hình này các bác. Thì cái bể như cái bể lọc này, à, ví dụ như các bác nào mà không muốn xây thì có thể đặt cái bể lọc nhựa này bên em, thì em tiến hành này, sắp tới là cái lô hàng đó về em và anh em thợ sẽ lên các cái mô hình bể nhựa này các bác nhé. Thì cái bể nhựa này lọc rất chi là tiện. Sau này cái video sau em sẽ ra để các bác xem và nghiên cứu. Thì đây là cái van hút sâu để em chuẩn bị gửi đi cho anh Tùng ở Sơn La các bác nhé. Thì cái đơn cút và khóa ống kia thì tí nữa em sẽ đóng hàng gửi luôn cho anh. Và đây là cái van hút sâu. Thì về ở đây là có cái hướng dẫn sử dụng lắp cho khách nha. Thì khi mà anh lấy về anh đi lắp cho khách thì anh cứ làm theo cái mô hình này, và có những cái vấn đề gì không hiểu về cái cách lắp van hút sâu, hoặc là khi mà lắp cho khách á, cái bực nước giếng thì mới đầu lắp thì chưa hiểu, thì anh có gì anh cứ gọi điện trực tiếp cho em theo cái số điện thoại lúc nãy nhé. Thì em sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh lắp ok cho khách. Còn cái cút và cái đồ đó tí nữa thì em sẽ điện cho thợ đóng hàng và gửi lên luôn cho anh. Thì các cái số van, ví dụ các cái đơn anh đặt hàng đó thì sẽ tiến hành gửi đi cho bác luôn. Khi về mà sử dụng thì có cái vấn đề gì, hoặc là đi lắp thì có vấn đề gì thì bác cứ gọi điện trực tiếp cho em nhé. Đây các bác thấy cái phần keo em vô ống từ đêm hôm qua sáng nay là nó đã khô rồi các bác. Cái phần keo này em vô dày cho nên để nó hơi lâu khô. Cái này sau này nó sẽ kín nước, còn mình vô thêm một lớp keo hai thành phần nữa thì nó sẽ đảm bảo các bác. À, và các bác thấy đây, đây là cái mô hình hướng dẫn của cái van hút sâu đấy. Thì trên đây ta đã ghi rõ các cái công suất và cái bộ van hút sâu dùng cho cái mực nước tỉnh bao nhiêu mét rồi đấy các bác. Đấy, và khi mà dùng cái bộ van đó thì có tất cả các cái đường hướng dẫn rồi, đường T, nước hồi ống này, các bác nhìn đây cụ thể là các bác sẽ biết ngay. Đấy. Đấy thì khi lấy cái van này các bác có sẽ có thêm một cái hướng dẫn này kèm theo cho mình để mình biết cách lắp các bác. Thì cái mô hình này là ở trên đây là cái van này đã vẽ rất chi là rõ, và các bác thấy cái búp bê của cái van này rất chi là nhẹ các bác nhé. Này. Này dùng thì nó không mấy khi hở đâu, hút nó cực kỳ chi là nhẹ luôn các bác, cho nên là cái lượng nước nó lên sẽ tốt. Thì khi lắp cái van này nó sẽ tùy theo cái mực nước tỉnh của mình nằm sâu hay nằm cạn, và cái giếng của mình khi khoan thợ người ta đóng ống như thế nào là mình sẽ lắp cho nó hợp lý các bác. Đây là cái than hoạt tính gấu rửa đây các bác. Cái than hoạt tính này thì em chuẩn bị cái bì này là sẽ đem đi cho anh em đi lắp cho khách các bác nhé. Còn hai bì này sẽ gửi cho khách ở trên ngoài Bắc Giang. Đây các bác thấy cái than hoạt tính này, em lấy một ít thử cho bác xem này. Đây mình mua cái than hoạt tính dạng vin như thế này các bác nhé. Đây thì bác mua cái than hoạt tính hoặc mua mangan thì các bác nên mua cái loại hệ dạng vin như vậy,
thì mình dùng nó sẽ không bị bết. Đừng mua cái dạng bột, ví dụ các bác mua cái dạng bột thì về các bác dùng một thời gian, khi nó lọc nó vướng cái nước nhiễm sát vào thì nó sẽ bị bí. Cho nên là khi mình mua cái vật liệu lọc thì các bác nên mua hệ dạng vin như thế này. Đấy, mình lọc nó sẽ đảm bảo. Và mình xin dừng video tại đây nhé. Nếu các bác cần đồ cút hoặc than hoạt tính vật liệu thì các bác cứ gọi điện theo số điện thoại em để bên trên nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video.